Trời ơi Trời ơi Gì nó chiếu quá à <laughs> Nhẫn hả bà Trời ơi chứ gì không lẽ lắp tay Trời không lẽ khoe cái đồng hồ <laughs> Vụ gì vụ gì Trời ơi Có ai đó mới được cầu hôn <laughs> Trời ơi ông toàn cầu hôn bà rồi hả Đâu tôi coi coi Trời, trời ơi <laughs> Mới tối hôm qua luôn đó Nè, bà là người đầu tiên thương thông báo đấy nha Trời ơi, thì chúc mừng bà nha Trời ơi, bà đúng hay luôn á Mới quen có 4 tháng mà ổng đi cầu hôn bà rồi Xuất sắc, xuất sắc nha Chứ sao Trời ơi, cá ngon mà mình phải nắm bắt liền Mà muốn câu được cá là phải làm gì Phải có cái mồi ngon Mà mồi ngon thì sao Mồi ngon thì mình phải lựa thời điểm Mà khi á cá cắn câu mình giật lên để khỏi mất cần với mồi luôn ôi vậy là tính ra bà bước chân vô hào môn trước tôi rồi đó ôi ừ. ừ. vậy hả ừ. Trời tự nhiên ảnh diện <laughs> thiệt sự luôn á xin dí xin dí xin dí xin dí xin dí hả rồi bà sao chừng nào mới bước chân vô hào môn đây hả tôi với Gì ông đó? đồng cũng vậy à Thì sao nghe câu này hoài vậy sao cũng vậy hoài vậy có nghĩa là ổng chưa giới thiệu bà với ba mẹ ổng luôn á hả quen hai năm rồi đó nha ấy cái này tôi thấy có vấn đề đó nha coi chừng á ổng không có thương bà thật lòng á với lại không coi trọng có mối quan hệ với bà đó Thôi, bà đừng có nói vậy bà thấy không ổng chịu tôi quá trời luôn á tôi mua đòi mua cái gì ổng cũng chịu hết trơn á trời ơi nhỏ này nó khờ ghê trời ổng giàu như vậy á bỏ ra tiền cho bà trời có đáng là bao đâu hiểu không bao gái là chuyện bình thường thôi đừng có uống nữa nghe nè cái chuyện quan trọng của bà không phải là lấy tiền của ổng mà là phải bước chân vô hào môn một cách đàng hoàng chính thống hiểu chưa phải là vợ của ổng phải là một cái tư cách đàng hoàng tôi là vợ của anh đồng ha là bà chủ của căn nhà này đó hiểu chưa Thôi, như vậy á, cái chén cơm của bà mới mới chắc. Hiểu chưa? Ừ. Gật 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 rồi có hiểu không? Hiểu bà. Ồ, ráng lên đi. Trời ơi, làm vợ của Hồng môn giống tôi đi nhiên. Trời ơi, thiệt có tôi nghe tôi mê thiệt sự luôn á. Nhưng mà bây giờ á, vợ của Hồng môn chuẩn bị à? đi gặp người yêu rồi tôi biết Không, rồi bà trời bậy gặp chồng <laughs> Vậy thôi đi trước nha ồ ừ bà đi vui vẻ nha bà ừ chúc may mắn nha Đi học ô khác liền ừ. bye bà ừ. ráng giống tôi nha bye bye nha trời ơi ừ. ừ. ráng đi ráng đi nha ok bye bye bà nha. bye <laughs> có gì đâu thở dài người ngoài người ta nhìn vô á ai cũng biết quen chơi cho vui qua đường thôi ủa ủa trời ơi cô chi ủa trời ơi không phải là tôi nhiều chuyện gì hết á mà tao nói vô tình ngồi ở bển á nghe hết cái câu chuyện bên đây luôn tôi nói thiệt chứ nhìn cậu đồng á cậu uh, chân tình cậu hiền hòa cậu dễ thương cậu hiểu chuyện như vậy không ai quen cái loại gái như cô đâu bà nó cái loại con gái là cái loại sao trời à, ơi cái loại làm sao á là tự bản thân mình phải nhìn phải ra cái vấn đề nghe không tôi nè ít ăn ít học buôn bán này kia Mà tôi nhìn còn ra Chẳng lẽ cậu đồng cậu hiểu trước biết sao vậy Cậu nhìn không ra Nè bà đừng có tưởng là bà lớn hơn tôi là tôi không dám đánh bà nha ôi ừ, trời đất ơi Trời đất ơi Hôm nay sao mà hung dữ dữ vậy trời ai cha diễn viên hot girl xinh đẹp mà cái nết kỳ quá Cô ơi, tôi nói cho cô biết, đừng có hâm Muốn đánh thì đánh đi Nhiều khi cô làm hoài cô nổi tiếng Mà cô đánh tôi á, bị bóc phốt trên mạng á Nhờ tôi mà cô nổi tiếng Thôi đánh đi nè, đánh đi, vâng. đánh đi, đánh đi Trời ơi Nè, chị lớn tuổi hơn, chị nói cho em biết Đàn ông á, là người ta thích chinh phục Thích khiêu khích này cái kia nhưng mà khi người ta chọn vợ đó nghe là người ta phải chọn phụ nữ đàng hoàng đoan trang hiền thục phải biết lo nhà lo cửa chứ không phải là cái loại giày làm diễn viên á thì mở miệng ra sao tính tình sao cho người ta thương diễn viên là phải cần quý khán giả đó mà cái nết như cô khán giả nào mà ưa mà đòi làm diễn viên mà tôi nói thiệt trời ơi nếu mình phải nhìn mình mình biết người biết ta chứ ta không có cưới mình đâu mặc dù là mình cứ dát lên mình hàng hiệu xe xua nhưng mà cái gốc của mình nó phèn là nó phèn nó xấu từ trong cái gốc rồi thì làm sao mà nó tốt được đúng không ôi cha trời sao nắng dữ vậy ta tự nhiên mặt trời chiếu ngay mặt mình luôn ôi đen da quá thôi đi về Ôi cha, ui cha, trời ơi, ui, cô, cô, cô Trời ơi chị ơi, chị có sao không chị ôi. Trời ơi cô, cô nè kìa nè, cô quá đáng nha, nha, cô quá Trời ơi, trời ơi, kè... nè Tôi sao Cô, cô, cô đừng có tưởng là tôi không biết, cô cố ý xôn tôi nha ờ tôi cố ý rồi sao trời... bỏ nó đi Cô, đồ Ui à. Đẹp quá là người ta hết hồn xem đất quà của em mà nè trời ơi bữa nay tự tay gói quà luôn ta ai mà hạnh phúc lắm mới nhận được cái quà này nha mẹ anh á mẹ anh hả ừ là sao ủa chứ không phải là hôm nay sinh nhật mẹ anh hả ủa mà 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 sao em biết sinh nhật mẹ anh vậy? Thì năm ngoái đó anh gọi điện chúc mừng sinh nhật mẹ anh Cái em thấy vậy, cái em nói ngày này vô <laughs> Ờ Anh à Hay là ngày mai anh dẫn mẹ đi ăn cái chỗ nào sáng sai Sẵn tiện đây á, anh dẫn em ra mắt mẹ luôn Coi như Đây là món quà đặc biệt anh dành tặng cho mẹ anh <laughs> Anh cũng muốn lắm Nhưng mà Ừ, Ba mẹ anh muốn ăn sinh nhật với lại nhà em gái anh, ở bên Pháp á, đúng rồi Ủa gì, sao vậy chị? Em làm gì vậy? Anh coi tôi là cái gì của anh? Anh nói đi, tôi không muốn tốn thời gian với mối quan hệ vô ích này Anh có muốn cưới tôi anh nói thẳng ra, còn không chia tay để bớt đau khổ Em nói sao vậy? Tại sao mà anh không tôn trọng mối quan hệ này được? Anh rất yêu em, và anh chỉ muốn lấy em làm vợ thôi Nhưng gia đình anh rất khó, rất khó nên em phải cho anh thời gian anh sẽ thu xếp một dịp rồi em sẽ ra mắt gia đình anh nha có thiệt là anh thương tôi không có thiệt là anh muốn cưới tôi làm vợ không em chỉ quen tôi qua đường thôi nếu như em không tin anh có thể thề cho em biết trong chuyện tình này anh có phần nào giả dối bước ra đường anh bị xe đụng nát đâu Sao? Diễn không đạt hả? Ừ, mà cũng đúng thôi Tại vì vai diễn này á có nội tâm rất là phức tạp Cho nên là cần một diễn viên có chiều sâu trong nội lực diễn xuất Chứ không chỉ là cần ngoại hình đẹp thôi Hiểu không? Nè, cô còn chưa vô cách tin đó Đừng có vội tự đắc Chưa biết ai thắng ai đâu À, biết làm sao không? Tại vì nếu như mà người khác á thì tôi sẽ có một chút xíu gì đó lo sợ nhưng mà bây giờ đối thủ của tôi chỉ là duy nhất một mình cô thôi cho nên là tôi cũng không mấy e ngại mà cũng bất ngờ nha tôi rất là bất ngờ khi mà tôi thấy cô vẫn còn ở trong cái dòng casting cuối cùng này luôn á nè cô ăn nói cho cẩn thận vai diễn chọn nhân vật chứ không dựa vô cái bản điểm ở trong trường đâu ôi đúng rồi thì vai diễn chọn nhân vật mà với lại phải chọn nhân vật nào phù hợp, diễn viên nào phù hợp. Để rồi coi ai phù hợp hơn ai. Hello mọi người. Em thể hiện tốt lắm. Gần như là đúng với cái hình tượng của Hải My mà anh đang hình dung trong đầu. Dạ, em cảm ơn anh, em sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt vai diễn của mình ạ. À em sẽ làm tốt thôi. Dạ. em có tố chất của một ngôi sao ở trong người. Dạ. Chỉ cần cố gắng là em sẽ tỏa sáng. Dạ em cảm ơn anh. À, vậy khi nào em nhận được kịch bản ấy, anh, tại vì em muốn có kịch bản sớm để em nghiên cứu nhân vật kỹ hơn. Tất nhiên rồi. Trợ lý của anh sẽ gửi sớm cho em. Dạ. Hẹn em vào ngày định trang. Dạ em cảm ơn anh. Dạ anh chào anh. Ủa gì sớm quá vậy? Thôi mà có gì đâu buồn Sự thật hiển nhiên mà Với lại tôi cũng nói nói trước với Chi rồi Bây giờ tôi nghĩ á là Chi nên rút lui càng sớm càng tốt Ý cô là sao? Chi không hiểu hả? Ý của tôi á Cuộc chơi này là dành cho những người diễn viên chân chính Có nội lực diễn xuất thực thụ Chứ không phải là dành cho những người mà thích ăn bám đại gia Thích sống ảo Cô nói ai ăn bám Cô nói ai sống ảo Ở đây có hai người à không lẽ tôi nói tôi... À, cô! Cô dám đánh tôi hả? Nào, cô. Cô, cô tôi dám. Yeah. Cô đã làm gì vậy? Chi! Buông trà ra! Anh! Anh coi nó kìa! Bây giờ nó gây ngăn tức ở cái dây hà mi với em! Nó đánh em bầm dập vậy nè! Không sao đâu em! Em bình tĩnh đi! Không sao! Chi! Em làm anh thất vọng quá! Tại nó lên mặt nó sỉ nhục em trước chứ bộ! Em phải đánh cho nó chừa cái thói mắt dậy nó ra! Anh thấy chưa Đúng ra là anh đã dành cho em Một cái vai trong phim này rồi Dù là không phải vai chính Nhưng mà cũng là vai quan trọng trong phim Mà bây giờ em làm như vậy Thì anh làm sao Em xin lỗi anh Tại lúc nãy em nóng tính quá Anh không phải là người để em xin lỗi Em nên xin lỗi Trà kìa Em Xin lỗi Cô đánh tôi cho đã bây giờ xin lỗi là xong hả? Chứ bây giờ cô muốn cái gì? Đứng yên cho tôi tác ba cái. Này em đừng làm vậy Anh. Cái lắm em. Vậy thì em không nhận dây chính nữa. Sao? Không được thì thôi. Được. Cô tác đi Hả dạ cô chưa Chưa Anh nè Từ đây về sau á Nếu như mà có em Thì làm ơn đừng có nó chia nếu như trà đã nói vậy rồi á mà trà thì lại được bên sản xuất người ta yêu mến người ta chọn làm nữ chính chuyện này không thể nào thay đổi được thôi anh xin lỗi anh hẹn em lại phim sau nha <laughs>